Trang. Em 20 tuổi ạ, em đến từ Thứ Quang ạ. Em đang học ở trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 2 năm rồi ạ. Hiện tại em đang sử dụng mắc cài kim loại ạ. Hồi đấy thì răng của em thì bị thưa, với lại hàm trên nó bị đưa vào bên trong, hàm dưới ra ngoài bị khớp cắn ngược ấy ạ. Em mong muốn bản thân được tự tin và xinh đẹp hơn. Đi lại rất là nhiều, hầu như là khoảng 2 tuần là em phải xuống em khám lại một lần. Em cũng chưa thấy hiệu quả gì. Thì em cũng hay lên mạng em tìm hiểu về niềng răng. Sau khi nhìn thấy các bạn ở trên mạng như thế thì em cũng khá là lo lắng, không biết lần hai này sau khi niềng xong thì mình có thành công không. Niềng thì em cảm nhận là khá là đau, khoảng mấy ngày đầu thôi nó cũng đau bình thường, sau đấy thì nó hết. Và em hy vọng được kết quả xứng đáng. Ngày đầu tiên đến thì em thấy các anh chị bác sĩ thì khá là thân thiện, tư vấn nhiệt tình ạ. Nếu mà theo thang điểm 10 thì em sẽ đánh giá WeSmile là 10/10 ạ. Em rất sẵn sàng để tiếp bạn bè đến đây với WeSmile để niềng răng. Trong cái thời gian niềng răng thì em cảm ăn uống thì em khó khăn một chút. Và cũng lúc vệ sinh răng miệng thì cũng lâu hơn bình thường. Thời gian đầu thì em chủ yếu em ăn thức ăn mềm ạ. Cháo hoặc là những ăn mềm. Trong thời gian đấy thì em bị sốt khoảng 3-4 cân. Năm 2018 thì lúc đấy em chưa xuống Hà Nội. Thì có những lúc thì em phải đi xuống về trong một ngày thì em cảm thấy cũng khá là mệt. Cũng chút lo lắng, em cảm thấy khá là hồi hộp ạ. Thì em mong chờ một hàm răng đẹp hơn.